Tổ tiên của bạn rất cảm động vì đức hy sinh của bạn cho gia đình dòng dõi. Phước lớn đang đến với bạn. Tổ tiên của bạn luôn hiện diện trong từng tế bào nguyên tử của bạn. Mỗi lời nói hành động của bạn, mỗi ý định của bạn, tổ tiên của bạn đều biết rất rõ ràng. Khi bạn có ý định trong sáng chân thành, dùng tất cả những nguồn tài nguyên bạn có để hỗ trợ tích cực, nâng đỡ tinh thần cho những thành viên trong gia đình, cho dòng dõi của bạn, tổ tiên của bạn rất hoan hỷ vì điều này. Bởi vì bạn biết tận dụng nguồn tài nguyên tổ tiên truyền thừa lại cho bạn, mở rộng tình yêu cho những thành viên trong gia đình, hỗ trợ cho gia đình dòng dõi của bạn ngày càng phát triển hưng thịnh. Bạn đang thể hiện lòng tôn kính biết ơn với tổ tiên của bạn. Bạn có thể chuyển hóa năng lượng nghiệp tiêu cực trở thành tích cực trong dòng dõi của bạn, mở ra một thời kỳ tươi sáng, giàu có thịnh vượng cho gia đình dòng dõi của bạn. Khi bạn tiếp tục trao dồi những phẩm chất cao quý của mình, tận dụng nguồn tài nguyên tổ tiên truyền thừa lại cho bạn, mở rộng ra cho cộng đồng của bạn, bạn càng khuếch đại tần số rung động cao của mình, bạn càng tạo ra rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Đó là những khoảnh khắc bạn thể hiện lòng tôn kính biết ơn tổ tiên. Tổ tiên luôn dõi theo phù hộ cho bạn, giúp bạn tìm thấy được những cơ hội lớn, gặp được những quý nhân, trải nghiệm được những điều tích cực, đạt được tất cả những ước nguyện của mình. Hãy thể hiện lòng tôn kính biết ơn tổ tiên bằng cách trao dồi lòng từ bi của bạn cho gia đình của bạn, cho tất cả những người xung quanh. Vô số phước lành đang đến với bạn.